Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Mình đang ở một cái ngôi nhà vườn đầy ắp trái cây luôn anh chị. Đó, một cái ngôi nhà vườn chỉnh chu. Nói chung là những anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn về vườn đó, thì mình thấy căn này rất là hợp. Tại vì gần như là không có gì phải làm nữa anh chị, đầy đủ hết rồi. Thậm chí là có một cái nhà anh chị nha, nhà thì còn rất là kiên cố. Cái này anh chị mình chỉ việc tút sơ sơ lại là ở thôi. Nói chung là chủ cái nhà này chủ người ta cũng ở, nhưng mà bây giờ là do là cũng kẹt tiền nên là không có phải chia lại cái nhà vườn này chứ không phải là chị thấy không, vườn cây chỉnh chu hết bét bét tứ động. Nói chung là cái miếng này thì rõ ràng là về là gần như không phải làm gì thêm anh chị đó. Thậm chí cái nhà này mình để ở luôn được, quét dọn sơ sơ là ở được rồi đó. Nhưng mà anh chị mình muốn nó đẹp hơn, mới hơn thì mình sơn vớ lại thôi. Và cái giá thì mình thấy cũng hợp lý đó, và đặc biệt là vì là quay chính chủ cho nên là anh chị mình sẽ mua cái giá gọi là sát nhất ha. Rồi bây giờ là mình sẽ quay thật chi tiết đó. Anh chị nào đang muốn tìm một nhà vườn mà trong vòng bán kính là chưa đầy 100 cây số tính từ Thành phố Hồ Chí Minh thì xem hết clip này của mình ha. Chỗ này đất đai màu mỡ lắm anh chị, đất thì đẹp. Mình đang ở trước cái nhà vườn mình anh chị, trước đường đây. Đây đường này thì chị thấy rồi. Đường phối đá. Ô tô đi vào thoải mái nha anh chị. Ô tô thì mình đậu bên kia kìa. Tại vì biết sao không? Cái bao phân này là chủ đang chuẩn bị vô phân cho nên để nó chạy chặn đường hết rồi, cho nên mình đậu mình nhờ nhà kia rồi đó. Đó. Thì đầu tiên để mình nói những thông tin cơ bản nha anh chị. Ở đây là địa chỉ chính xác của nó là thuộc xã Túc Chân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nhưng mà nói Định Quán thì đâu xa, nhưng thực sự là nó giáp ranh với Long Khánh rồi anh chị. Hả? Nó cách trung tâm thành phố Long Khánh chỉ khoảng tầm 15 cây số thôi. Nó gần giáp với Long Khánh rồi, và đặc biệt cũng giáp ranh với lại bên Xuân Thiện. Xuân Thiện của Thống Nhất anh chị, nói chung mà nằm giống như tam giác vậy đó. Ở đây đi về Phú Chí Minh thì nó khoảng tầm 85 cây số nha anh chị, tầm 85 cây số. Và đặc biệt nữa là nó cũng gần quốc lộ 20, cách quốc lộ 20 khoảng tầm 5 cây. Thì chị có thể đi hai hướng ha. Nếu mà đó cách mình cách đường chính nha, đường đó đường đi thẳng một bên là đi thẳng về đường nhựa, tức là đất mình á là cách cái đường nhựa chưa đầy 500m nha anh chị. Đó tới đâu về phải cái đường chính nha anh chị. Đường chính thì cũng chưa có đổ nhựa đâu, nhưng mà đường chính này là đường sau này sẽ đổ nhựa. Tại đường này nó kết nối với lại cái đường Nam Lộ, cái đường Nam Lộ 101. Cái đường Nam Lộ 101 này á là cái đường mà từ quốc lộ 20 mà từ cái khu nghiệp Định Quán đó anh chị, mình rẽ vô ha. Rẽ vô thì tầm vài trăm mét thôi vô tới đây à. Thì đường đó đi thẳng một đường nữa ra Phú Túc, ra bến xe Phú Túc anh chị. Nó cách bến xe Phú Túc khoảng tầm 5 cây luôn. Trong đất mình là cách bến xe Phú Túc khoảng tầm 5 cây. Và cách khu nghiệp Định Quán là nghe chợ 101 La Ngà đó anh chị cũng tầm 5 cây luôn à. Thì nói chung là vị trí này đẹp. Trong dòng bán kính chợ búa thì cũng có hết anh chị nha. Nhưng mà muốn đầy đủ hơn á, tức là muốn chợ mà chợ lớn luôn á, tức là chợ Phú Túc nè, thì tầm 5 cây là mình tới trung tâm của xã Túc Chân. Đó. Nói chung là đây. Đất mình quay ngày hôm nay á là tổng diện tích của nó là được khoảng hơn 4.000 anh chị, hơn 4 sào. Đó, 4.100 mét vuông đó. Cái đường này thì nói luôn nha, đường này hiện tại đường cục ha. Hiện tại đường cục, vô đó cũng còn mấy nhà nữa. Thì đất mình nó sờ không mặt tiền đường này nè, đường phối đá đây nè là được 48 mét. 48m, dài xuống thì một cạnh á, là 120m á, một cạnh là 110, nó hơi nói chung là hơi xéo xíu. Đất mình thì mình nói luôn khuyết điểm nha. Cái khuyết điểm duy nhất mà mình thấy ở miếng đất này á là nó bị hẹp hậu. Tại vì mặt tiền là nó được 48m nhưng mà cái hậu nó chỉ còn có 28m thôi. Thì nó cũng nói chung là nhiều anh chị thì theo phong thủy lại không thích, nhưng mà riêng mình thì thấy cũng bình thường. Tại vì thường hẹp hậu là do cái mặt tiền mình nhiều, mặt tiền mình tới 48m lần cho nên đó là nó hẹp. Thật sự nhìn tổng thể đất đó mình bày lại cam lên, anh chị nhìn xem tổng thể thì nó cũng không có bị, đất mình không bị hẹp lắm đâu. Nhìn sổ thì nó hẹp nhưng mà thực tế thì nhìn nó cũng khá vuông vức anh chị nha. Trong đất này nè, ok. Đất mình thì có cái nhà rồi ha, có cái nhà rồi. Nhà thì nói chung là lát mình vô quay cho anh chị sơ sơ. Nhà này còn kiên cố vậy, nhà xây kiểu xưa. Nhà này thì hơi tiếc là xây, theo mình thấy là hơi xây hơi dở, là xây sát với lại cái ranh quá. Tại đất mình rộng mà anh chị, xây ngay góc đất rồi. Nhưng mà xây thứ nhất là xây sát với mặt đường quá ha. Nhiều khi đường sau này mới rộng ra sao đó. Với lại cái nữa là nó xây sát với bên tay quá, tức là bên đây còn có mấy mét thôi à.
Theo mình là mình nghĩ là xây ở giữa thì nó hay hơn. Đó. Cái này thì tùy ha, tùy ý anh chị thôi. Cổng rào nghiêm chỉnh nè anh chị. Nè, đất này đã được cái là chủ họ rào hết rồi, cho nên anh chị mình về là khỏi phải lo ranh giới nha. Đó. Đằng trước thì có cổng ha, cổng thì cổng công lùa nè. Còn bốn mặt còn lại là có rào hết rồi, rào lớp B40 chung mà chỉnh chu ha. Đó. Đất mình là quay mặt sang cái hướng hướng đông, nhưng mà có chích nhà sẽ hướng nam. Thì nó là hướng chính xác là hướng đông đông nam đó anh chị. Ở đây thì bây giờ là điện nè, điện đồng hồ riêng nha, nước thì giếng khoan. Thì nó về giếng khoan á thì cái nước ở đây á mình thử rồi nha anh chị, nó không có bị phèn, nước đây thì ngọt. Thì đất mình là đất đất dạng đất đỏ pha đen đó anh chị, đất này cũng tốt lắm. Trên đất mình hiện tại là trồng chủ yếu là sầu riêng nha anh chị, sầu riêng. Sầu riêng thì là hình như là có bối rồi, có bông rồi đó. Với dặm thêm có sầu, một số sầu riêng nè, dặm thêm bơ nè. Ngoài ra thì có trồng xen kẽ với lại bưởi, bưởi thì có thu rồi ha. Đây bưởi nè, thấy không, trái lủng lẳng nè bưởi. Ổi nói chung là cũng đầy đủ các ăn trái nha anh chị nè, có rau nè, rau lan nè, thấy tốt không đó. Trồng dặm bưởi mít bơ, nói chung là cũng đầy đủ các ăn trái anh chị nha. Đây chị thấy bao quát cái vườn mình nó rất là đẹp, đất mình thì nó bằng phẳng gì, nó bằng như một sân banh luôn. Rồi đây chị thấy cỏ không, cái cỏ này á là chủ nhà họ chia sẻ mình là họ phát bằng tay nha anh chị, tức là phát máy á, không bao giờ mà họ xịt thuốc, tại vì họ nói là xịt thuốc á, thì đất bị chai đó. Và thật sự là mình rất là ủng hộ quan điểm này, tại vì thường bây giờ là nhiều người người ta hay gọi là không có thời gian người ta phát cỏ á, cực á, tức là phun thuốc mà. Nhưng mà nhìn cái đất mà phun thuốc á chị, nó nhìn nó bạc lắm, nhìn nó cái như là nó không có cỏ, nhưng mà nó nhìn nó thật sự là mình còn như vậy nè chị, thấy không, cỏ lung phun nè đó. Cái cỏ này thì nó làm tất đất mình nó xốp lắm, nó tốt lắm đó. Với lại đặc biệt là cái mùa khô này nè, mùa khô này thì nó giữ ẩm đó, cho nên mình không phải tưới nhiều. Còn nói về tưới thì mình cũng chia sẻ luôn, cái giếng này thì ở đây sẽ giếng khoan chị nha, giếng khoan, nhưng mà nước ở đây là quanh năm suốt tháng không bao giờ bị hụt đó, cho nên là cứ bật tưới nè, bét tưới tự động hết nha chị, góc nào cũng có hết rồi, cứ bật lên là ta tưới thôi. Nói chung cái vườn này nãy mình nói tới đầu rồi, nó rất là chỉnh chu đó. Đây dạ chị tham quan nha. Hồi nãy mình hỏi chủ là vườn mình có bao nhiêu cây sầu riêng thì chủ họ cũng không nhớ nữa, nói chung mà trồng đại vậy đó. Đó có ù quyên vàng dậu mồng tơi nè, tốt ghê không. Ở đây là sau nhà mình nha anh chị, mình quay sơ bên ngoài trước đã rồi cái gì bên trong sau nha. Nói chung là đất này không quay nhiều đâu, tại vì ranh giới rõ ràng quá rồi đó, vô đây là khỏi phải nói. Lát nó nhìn chị lấy cam là chị thấy ranh giới cực kỳ rõ ràng. Sầu riêng này là do là năm nó cũng có, đáng lẽ là có thu lâu rồi đó, tại vì do là chủ hồi xưa họ trồng mấy cây gì mà nó che mát hết, cho nên nó bị rập, họ mới phát đi, họ mới chặt đi rồi thì giờ mới đầu phát triển lại nè. Đó, phân thì chị thấy rồi nãy quyền đóng phân đó là phân gà đó chị, phân gà mà họ trộn với lại vi sinh nhiều cái lắm, chung là phân đó tốt lắm. Thì chuẩn bị là mỗi cây sẽ được một bao đó. Đây để mình kiếm, hình như là nãy chủ nói là sầu riêng mình có bông rồi. Có bông rồi. Ta có bói rồi anh chị. Đó. À đây. Nè. Anh thấy không? Thời điểm mình quay bây giờ là thời điểm mà mới tới tay. Đó. Tức là chưa tới ta đâu. Đã có bông rồi nè. Không biết là có giữ bông không nữa, hay là phải bỏ đi. Đây năm đầu có bông anh chị. Nếu mà ai kỹ thì sẽ lặt bông đi. Cái đó mình nghe kinh nghiệm cũng nhiều người chia sẻ vậy thôi, chứ mình cũng không rành. Wow, cái bữa này trái quá trời luôn chị. Bữa này chắc cũng phải lâu rồi đó. Bữa này chắc cũng phải 6-7 năm rồi đó. Trái lủng lẳng luôn. Đây, cho chị xem nè. Đó. Bữa nó bọc lại. Trái quá trời luôn chơi. Nhiều lắm, mình quay nhiều khi anh chị không thấy đâu. Nó ngược nắng. Đó. Góc nè. Đó. Dặm thêm mấy cái sầu riêng nhỏ. Đây. Đó anh chị xem coi. Nhìn tổng thể đất mình đâu có bị hẹp đâu. Đó cái hậu á, đằng sau là có ranh. Đằng sau mình là người ta trồng bưởi, kín bưởi hết, bưởi xanh. Còn của mình thì có sầu riêng nữa. Đất này trồng sầu riêng cũng khá tốt ha. Nói chung là ở Định Quán anh chị, là chị biết rồi, đất là toàn đá không à.
Nhưng mà riêng cái vùng này, tại cái vùng này nó gần giáp với lại bên Long Khánh rồi đó, cho nên đó là cái đất này cũng tốt lắm, đất rất đỏ pha đen, không có bị đá, nó có sỏi cơm thôi anh chị, sỏi cơm là cho đất mình xốp hơn thôi, chứ không có bị đá như là cái khu mà bên Ngọc Định hay là bên cái gì ta, La Ngà đó. Ừ. Không, đang nói cái đất mà bên Ngọc Định nó đá không à. Ô bưởi, cái này cũng bự, cái này cũng bự quá trời luôn chị. Chắc là đất này quay là sắp có lọc rồi. Đây mình thấy cái đất này anh chị, cái cú ranh này nè, có rào lưới chỉnh chu hết. Bên kia họ đang tưới, bên đó thì họ tưới tay, cái ống tưới tay. Còn bên đây thì đã đầu tư nước tự động rồi, cho nên là đỡ được cái công xe tống tưới. Đó. Chị thấy không? Phía đối diện họ đang, phía đằng sau mình họ đang tưới cây nè. Đó. Ranh giới rõ ràng rồi. Đây, mình đang đứng ở cú đất, mình quay lại cho chị xem nè. Đây, mình sẽ hạ xuống cái cho chị xem nè. Đất nó bằng phẳng y như sân banh luôn. Nó không có một chỗ nào mà mình thấy bị lõm, lòi lõm luôn á. Đó. Quá đẹp. Nói chung là với cái diện tích hơn 4.000 mét vuông như vậy nè thì mình thấy cũng vừa ở, đủ ở ha. Đó, không quá rộng mà dĩ nhiên là cũng không nhỏ. Hơn 4.000 mét vuông là lớn lắm chị. Cái này chị về mình nghỉ dưỡng, mình có thể thuê người chăm sóc ha. Rồi chăn nuôi nữa, nuôi gà. Đó, cái vườn này mà nuôi bỏ thả gà ra thì thôi hết bài luôn. Đó. Tiện ích thì khỏi nói rồi chị nha. Đó, gần Long Khánh. À, gần Phú Túc, cho nên là chợ búa đầy đủ, đường ô tô đi tới nơi. Đất mình hiện tại là chưa thổ cư, nhưng mà ở ngoài đường đực chính, đường Nam Lộ thì người ta phân lô thổ cư hết rồi. Mình thì chắc là trong tương lai thôi. Khu này khu dân cư mà anh chị. Rồi bây giờ trong đất mình thì đi đâu cũng thấy trái cây hết, bưởi, sầu riêng, cho nên cũng không gì để quay nhiều đâu. Bây giờ mình sẽ vô quay sơ sơ cái nhà cho chị xem trong nhà sơ nha. Rồi lát nữa mình sẽ bay lên cao lên cho chị xem toàn cảnh và dẫn chị đi tham quan. À đây, anh chủ nhà có thử mở máy test cái yến anh chị. Thì vừa mới mở máy xong là nhìn đó, là nhìn bầu trời là yến rập luôn anh chị. Biết gì thấy không? Nó nhỏ quá. Nó hồi nhỏ vậy thấy nó li ti lên thấy không? Ở đây mình thấy rõ đó, còn trên video không biết anh chị thấy rõ không nữa. Đó. Mới thử mở máy lên thôi đó chị, là yến nó quần dệt trên đó kìa. Đông nghẹt luôn. Cả ngàn con luôn á. Wow. Quá trời luôn. Rồi trước mặt anh chị chính là miếng đất mình ha. Mình vẽ sơ sơ cho anh chị hình dung được cái hình dáng đất mình. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ bay vòng quanh cho anh chị xem xung quanh đất mình ha. Ở từ đây, ngay đường đi mình anh chị. Ở cái nhà mình thì xây ở ngay góc trước đất nè. Rồi đó, nguyên vườn cây ăn trái luôn anh chị nha. Phía sau mình cũng nhà dân ta nè, ở ngay góc nhà, ngay góc đất mình nè, cũng nhà dân ta. Còn phía sau là họ trồng bưởi nha anh chị, nguyên vườn bưởi da xanh luôn. Nói chung mà chất đất ở đây thì mình thấy là tốt, trồng cây nếu mà chị khó chăm sóc thì thật sự là rất là đẹp. Đó, bây giờ đang ở đứng ở ngay cú đất nè anh chị. Đó, mình bay để mình nhìn quay lên phía trước cho anh chị xem ha, toàn cảnh đất mình nè. Đó. Anh chị hả, ở ngoài là cái đường Nam Lộ đó anh chị. Nói chung là cái đường mình đất trước mình là song song với đường Nam Lộ anh chị nha. Đường Nam Lộ 101. Xa xa mình đã thấy hả sông đồng sông La Ngà đó anh chị, sông La Ngà bao quanh đất luôn. Ở đây giống như cái hòn đảo vậy đó.
cho nên là nhờ là cái sông La Ngà này bao bọc hết đó, cho nên là khí hậu đây rất là mát anh chị, mát mẻ trong lành lắm. Ở cái đường năm lộ ở ngoài đó anh chị, cái xe cộ cho qua lại đó. À, đây mình cho anh chị xem xung quanh ha. À, đường năm lộ đó đi thẳng một nước luôn là ra ngay quốc lộ 20, ngay khu nghiệp Định Quán luôn nha anh chị nha. Đây cái hướng xa xa chính là cái sàn Phú Túc đó anh chị, ở ngay ngoài quốc lộ 20 luôn, Phú Túc. À, bây giờ mình đã đứng ở ngay đất mình nè chị, ngay cái ba nè. À, lát nữa mình sẽ chạy ra cho chị xe trực tiếp nha, nhưng bây giờ trước hết là mình sẽ bay trước. Mình sẽ bay trước rồi mình mới đi trực tiếp bằng xe ra cho anh chị xem đường xá ha. Đó, ngay ba từ đất mình ra ngay ba khoảng tầm 50m thì chạy tiếp tục là khoảng 400m là mình sẽ ra tới đường Nam Lộ. Đó, ở ngoài thì có những quán cặp tập quá lớn, vô mua sắm đầy đủ. Còn mà đi chợ thì anh chị có thể đi chợ bên Suối Nho cũng được ha. À, chợ chợ lớn luôn á. Đây giáp ranh bên Suối Nho. Còn không mình đi ra ngoài Phú Túc ha, chợ bao lớn luôn ngày quốc lộ 20 á. Đó. Hướng đi về Long Khánh đó anh chị. Ra ngã ba, rẽ phải là đi Long Khánh, còn rẽ trái là đi về La Ngà. Đó, đi thẳng một nước luôn là ra khu nghiệp Định Quán. Mình đây từ ngay đầu đất mình nè. Chạy ra cho chị xem ha, tham quan khu vực này. Đó. Ngay trước mặt mình là cái đường này là đường chính nha anh chị, đường thông nha anh chị. À, đường mình đường cục thôi, còn đây đường chính nè. Đường chính sau này sẽ mở rộng lên nhựa nha anh chị. Rẽ trái là mình đi khoảng tầm 5 cây là mình sẽ ra tới chợ Phú Túc quốc lộ 20. Ha, đây. Đường đất thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ là đường nhựa sau này tại đường thông mà. Còn hướng này bây giờ mình quẹo ra khoảng tầm 400, chưa đầy 400m ha. Chưa đầy 400m là mình sẽ ra tới cái đường Nam Lộ ha, đường Nam Lộ 101. Thì cái đường Nam Lộ 101 này thì nãy mình nói rồi, cũng đi ra quốc lộ 20 luôn, nhưng mà đi ra lại cái khu Định Quán anh chị, là gần cái cầu La Ngà đó. À, đây mình sẽ chạy ra cho anh chị xem luôn. Đường thì đường đất nhưng mà đường ô tô đi thoải mái. À. Rồi mình đã thấy cái đường Nam Lộ nè. Đó. Ngay phía đối diện mình á, đại ra đầu hẻm là chính là tạp hóa anh chị, có tạp hóa rất là lớn nè. Tạp hóa này mới là tạp hóa Quỳnh Như. Anh chị mình nó đổi tên rồi, Đăng Trang, nhưng mà trên Google Map là Quỳnh Như, anh chị mình gõ trên Google Map là ra tạp hóa này nè. Mình rẽ trái ha, đi khoảng tầm 4 cây rưỡi ha là mình sẽ tới quốc lộ 10 là cái khu nghiệp Định Quán. Đó. Nói chung là cách khu nghiệp Định Quán chỉ hơn 3 cây thôi. Còn bây giờ quẹo phải nè. Quẹo phải là mình đi về hướng là Long Khánh. Vậy nha. Hướng đi về Suối Nho và Long Khánh. Đó. Cách Long Khánh thì khoảng tầm 15 cây số thôi nha anh chị. Đó. Rồi tới Long Khánh rồi thì mình đi cao tốc về thôi. Rồi thì mình dẫn chị tham quan tới đây thôi. Còn ở ngoài đây thì cũng không đi quay nhiều đâu. Có gì lát nữa mình sẽ cho chị xem sổ sau nha. Sổ và cái vị trí trên bản đồ vệ tinh. Thì mình nhớ đón xem hết luôn nha. Có chỗ này có câu cái vị trí nè. Ồ cái gì đây, lá gì rơi đây. Lá cao su. Rồi bây giờ mình cho chị xem sổ nha. Đây. Hệ thống tin sổ anh chị. Đó, số tờ 48, số thừa 76, địa chỉ là ấp 94, xã Túc Chưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Diện tích là 4.412m2. Đó, toàn bộ để trồng cây lâu năm. Đây là nhà đất mình ha. Đó, như ban đầu mình có phân tích cho anh chị đó, đất mình thì cái khuyết điểm của nó là bị hẹp hậu. Đó, cho nên là những anh chị nào mà kiểu như thích đất phải nở hậu hay vuông vức hay gì đó thì cái đó thì đó là khuyết điểm chị nha, nhưng mà thực tế thì thật sự là nó cũng bình thường, nó chả có gì hết. À, quan điểm của mình là đất mà tiền nhiều thì càng ok thôi, không vấn đề gì chứ. À, thực tế thì nó cũng nói chung là nó cũng nhìn thì chị thấy rồi, nó cũng bình thường, nó cũng vuông vức rồi. À, nhưng mà trên sổ thì nó hẹp hậu đó. Đây mà chị xem toàn cảnh sổ ha.
Và cuối cùng thì mình sẽ cho anh chị mình xem cái vị trí của đất mình trên bản đồ vệ tinh để anh chị mình dễ dàng hình dung ha. Đây đất mình nằm vị trí này nè anh chị. Thời điểm hiện tại thì đất mình nằm đường cục anh chị nha. Đó, trong đây cũng có mấy hộ nhà người ta nè, chị thấy không? Nhà dân này. Đó. Cách cái đường chính thì chỉ có chừng 100 m thôi. Thì mình ra đó, chưa tới 100 m, 50 m à. Thì hướng này đi thẳng một khoảng tầm 300-400 m thì mình sẽ tới ngay cái đầu đường, đường này đường Nam Lộ 101 chị nha. Đó. Ngoài đây thì có mấy cái tập quán Ngọc Trúc, tập quán Quỳnh Như vậy nè. Hay tập quán Cổ Xuyến nè. Ủa sao ba cái tập quán gì ta? Thì anh chị mình biết sử dụng bản đồ Google Maps, mình cứ gõ mấy tên tập quán này nè, thì ngay đầu đường thì chạy vô xíu tới đất mình thôi. Đó. Còn hướng ngược lại là hướng mình đi thẳng đây. Nếu mình ra Nam Lộ á thì mình rẽ trái ha, mình đi một mạch luôn là sẽ ra khu Nghị Định Quán nè anh chị. Đó, ngay quốc lộ 20 gần tới cầu La Ngà. Và còn hướng ngược lại á đây thì mình đi thẳng luôn là sẽ ra đây, đi băng qua cao su thì mình sẽ qua cây xăng Phú Túc anh chị nha. Đó, là trung tâm của xăng Phú Túc Chưng nè anh chị. Đó, chợ Phú Túc là bến xe Phú Túc nè anh chị. Đó. Xong đi thẳng một mạch là đi về thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đó. Mà đi đường Long Khánh cũng được ha. Đây, Long Khánh nè anh chị. Đi đường Long Khánh thì về nói chung cả hai hướng đều có thể về cao tốc vậy nha. Hướng tức là hướng Phú Cường Gia Kiệm á, đi về ngay đây Dầu Giây nè, là mình tới cao tốc mình về thành phố luôn, còn không mình đi hướng ngược lại thì tới Long Khánh ha, cũng về cao tốc luôn. Đất mình là gì? Đi thẳng một mạch luôn tới Long Khánh ha. Đây là Ngà. La Ngà, cầu La Ngà đi về hướng Đà Lạt. Đó. Còn đây về Phú Túc cũng đi về Dầu Giây luôn. Đó. Rồi thì nói chung là về vị trí thì mình thấy là anh chị mình chắc hình dung hết rồi đúng không? Cũng dễ hiểu thôi. Đó. Nói chung là đất mình thì đi tứ hướng hết, cũng đi đâu thì đi thôi. Đó. Rồi thì nói chung là về vị trí thì mình xin nói đây thôi. Còn về cái giá thì đó thì anh chị mình cứ bấm vô xem phần mô tả nha. Bảy giá là 3 tỷ rưỡi đó. Thì anh chị nào mà mình thiện chí hả, muốn mua để mà dành nghỉ dưỡng hoặc là để đầu tư thì cứ alo trực tiếp cho chủ nha. Ở thì chủ cũng đang cần bán để mà gọi là thì cũng đang chuyển sang nơi khác ở rồi, cho nên là muốn bán đó. Cho nên là anh chị nào mình thiện chí cứ gọi chủ để đàm phán thêm giá cả nha. Còn những chị nào có nhu cầu muốn quay clip bán đất chính chủ giống như clip này á, thì có thể alo mình ở số điện thoại là 0933 230243 hoặc là số Viettel là 0373 230243. Rồi xin phép chào anh chị nha.